trời biết, thiệt là kỳ lạ. Mà mưa có lớn cỡ nào thì rồi cũng sẽ tạnh thôi. Về ở bên nhà vợ con đi. Anh hai, cô anh định dọn về bên vợ ở hả? Ngày xưa anh có tiền nó khác, còn bây giờ anh khó khăn, cư xử và thái độ của người ta cũng sẽ khác. Anh hai không sợ cái cảnh chó chui gầm chạng hả? Dạ thưa nội, thưa ba, thưa mẹ, cô mới qua. Trời ơi, sao biết nhà sắp có ăn uống mà qua hay quá vậy ta? Dạ, mẹ nói sao hả mẹ? Cái chuyện mà gia đình của em Hân á, chọn về nhà ở chung thì một chuyện rất rất là vui luôn. Cứ để hôm nay con đãi mọi người đi. Nhưng mà trước tiên sẽ là tiết mục tặng quà. Con kính biếu cho nội. Và đây là một cái túi xách hàng hiệu, con kính biếu cho mẹ đi chơi. Ngồi đây, con ngồi đây ăn đi. Còn cái chuyện nướng á, để cho thằng Kiệt nó làm được rồi. Dạ, cả nhà cứ muốn ăn hải sản gì thêm thì cứ gọi thoải mái nha. Con được lên chức rồi chú. Lương cao lắm đó. Giỏi, thằng này giỏi. Mẹ là mẹ rất thương những đứa giỏi giang như vậy đó. Dương ba ơi, vậy là Dương ba mất độc quyền được khen được thương rồi nha. Dương ba phải nhường chỗ lại cho anh rồi đó. Chứ cỡ như Dương ba như vậy mà buôn bán ve chai biết khi nào mới lên lại được. Vợ con nó chưa ăn một cái gì hết mà con nỡ lòng nào con ngồi để con ăn được hả? Mẹ nói con á, con nhìn gì mẹ? Làm chồng mà không biết quan tâm vợ chút nào. Sao mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Anh cứ như vậy thì không sống nổi trong căn nhà này đâu. Em có thể giúp anh nói với mẹ một tiếng được không? Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn đòi hỏi cái này cái nọ vậy? Trời, tại sao lại có những cái loại người vô công rỗi nghề, chỉ có ăn là giỏi thôi. Con cứ ngoan như vậy, giỏi như vậy thì mẹ còn khen con dài dài. Đúng là có tiền mua tiền cũng được. Mình không thể nào sống như ông Kiệt được. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.